Xin chào mừng câu lạc bộ Đà Lai và câu lạc bộ Family Sport. Xin được hân hoan chào đón quý vị các bạn, chúng ta cùng đến với lượt đấu ở vòng thứ 9 giải bóng đá NCT League năm 2024 giữa câu lạc bộ Family Sport đã chạm vào Xavi. Châu Giang, chuột nhỏ. Cảm ơn Ní Hoài Khanh nha, Hoài Khanh thì chúc cho hai đội đấu thi đấu thành công. Zika Khải Di sẽ ghi tên mình lên bảng tỷ số cho câu lạc bộ Đà Lai. Anh em bán tác của mình, chuột nhỏ. Việt Nam, anh Lê Hồng Phi, em trai ruột của anh Lê Hồng Phước, các bạn. Cú đá vào 2-0 cho Đà Lai. A Đạt là người ghi bàn. Giang, những trận đấu lớn là phải có năm vô vậy. Hay gì? Vâng. Nhật Nam đừng cho cái hay của anh. Ba không. Trung Hải là người ghi bàn. Bạn hữu đường xa. Khai Quang. Vâng, khán giả hỏi Điền Đô là gì. Xin cảm ơn anh Ngọc Sơn. A Đạt, Nhật Nam. Hoàng Hô, hàng phòng ngự và thủ môn Lý Tứ Long. Ôi, cho Trung Hải lập được cú đúp. Lợi thế vẫn đang là 3 bàn nghiêng về đội bóng của Trung Hải. Vào. Cú đúp cho đội trưởng Trung Hải, bạn hữu đường xa. Ok, apply. Xavi, 15 phút đầu của một đã trôi qua. Hoàng Quân. Vào. Lê Hoàng Quân sẽ rút bán tỷ số còn 1-4 cho Phạm Bơ Ly. Sơn của Quế Sơn thì có vũ cho Hoàng Quân. Hay lắm số 3 ơi. Hoàng Quân đã ghi bàn thắng duy nhất và bàn thắng này đang mang lại sự tự tin Việt Nam cho câu lạc bộ Phạm Bơ Ly. Việt Nam đi bóng. Vào. Một tình huống chiếc điểm bằng mũi dài của Việt Nam sẽ nới rộng cách biệt lại trở thành 4 bàn 5-1 cho câu lạc bộ Đà Lai. Trung Hải, điều mà Đà Lai đã luôn tạo ra ở trong mùa giải này, những pha phối hợp cực hay ở phạm vi nhỏ. A Đạt. Vào. Chuột nhỏ sẽ cho tỷ số là thành 6-1 cho câu lạc bộ Đà Lai. Trung Hải. Vào. Hat-trick. Đã có một cú hat-trick dành cho Úc Trung Hải. Bạn hữu đường xa. Có sự đối đầu của hai anh em Tiền Giang là đầy đủ hết các bạn. Việt Nam, một trong những yếu tố giúp cho các trận đấu đang diễn ra hấp dẫn như là trận đấu này. Việt Nam tỷ lại thế. Ba. Việt Nam cũng sẽ ghi tên mình lên bảng tỷ số 8-1 cho câu lạc bộ Đà Lai. Vương rất tốt mà tôi rất tiếc. Nguyễn Phương, chị nghe hay không? Ông đã chạm vào đó. Ba. Bàn thắng đã đúng với dự đoán của các Nguyễn Hoàng Ân. Hoàng Quân. Bạc Tân. Ba. Cú đúp dành cho Lê Hoàng Quân.
Nhật Nam. An toàn. Nhật Nam. Vẫn là anh Nam. Vô. Nhật Nam cũng sẽ có cú đúp dành cho mình. Thành Hưng. Hoàng Quân. Chà Bi. Vô. Đội trưởng Hoàng Hải Sa Vi sẽ thắp lại với bàn thắng thứ tư cho Phạm Bà Lý. Sơn. Việt Nam. Vô. A Đạt là người ghi bàn.